Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình có làm một chiếc quay pha cho một bạn này. Thì chiếc xe này các bạn này làm cách đây khoảng 2 ngày một chỗ nào đó, nhưng do công việc bởi vì không có đi xa này kia làm được. Đó thì mới làm 2 ngày thôi nhưng mà xe chạy không có ok. Khi chạy nóng máy thì nó có hiện tượng là bị vũ bê tông kêu rất là lớn. Đó. Thì đây là trái bê tông mình mới gã ra đó, thì trái bê tông vẫn còn yên nguyên luôn nha, trái bê tông không có bị gì hết, nhưng mà cái nòng thì phía sau chỗ cái đuôi thì bị lấp nha các bạn, bị lấp đó, để mình để đây cho các bạn xem. Để này lấy nét lại cho các bạn xem nha, đây cái nòng. Thì lúc trước cũng có tiếng kêu như vậy, người bạn này mới bỏ xe kế bên chỗ bạn đó làm đó, đựng qua chỗ làm để đó, nhưng mà hiện tượng này các bạn thấy không, phía sau đuôi này nè đó, bên này ha là bị lấp ha, rồi bên này luôn đó đó bị lấp, còn ở khúc trước này thì không có vấn đề gì hết, ở trong cái sơ mi lồng này không có vấn đề gì hết đó, trong này là không bị gì hết, nhưng mà cái nòng thì nó bị như vậy, chạy nóng lên thì nó kêu đó, chạy nóng lên thì nó kêu đó. Mà trái bê tông này hồi nãy mình thử ở trên cái mặt lồng đó, thì nó rất là lỏng nữa, rất là lỏng nha. Thì xe này cái đầu bò này thì có làm rồi đó, thì cái đầu này mình không có đụng, mới làm có 2-3 ngày mình không có đụng tới. Thì bạn này có đưa cho mình cây cam 6 ly rưỡi luôn nữa, thì mình đút cây cam 6 ly rưỡi này vô cho bạn này và móc mắt bê tông đó, mình làm theo yêu cầu. Trái bê tông thì mình sấy lại trái bê tông đầu bằng đó, đi bạc bê tông tốt. Thì đúng ra là mình chỉ làm cho hết tiếng kêu chạy nóng lên kêu, thì mình tháo cái đầu nòng ra thì mình phát hiện cái nòng nó như vậy đó. Thì mình làm rất là nhiều xe cũng có hiện tượng như vậy rồi, thì đa số là bị vũ bê tông và bê tông nó bị kêu này kia nha các bạn. Để mình tháo này ra để nó đi sấy nòng cái nó bị gớt đó, mấy miếng cao su nè, mấy miếng cao su tản nhiệt đó. Thì mình làm không cần biết, thì bạn này lại đây thì kêu mình làm lại cho ok này kia, thì mình phát hiện vậy mình tính đem cái nòng đi sấy bạc bê tông tốt lại là ok rồi, không cần làm gì hết. Nhưng mà bạn đó muốn bảo dưỡng luôn chiếc xe luôn, bảo dưỡng cục máy, có nghĩa là kêu mình tháo ra kiểm tra cục máy luôn, kiểm tra luôn, tháo kiểm tra ép dên lại đó. Thì mình làm theo yêu cầu thì mình ép dên và thay cặp bạc đạn tốt cho bạn này luôn ha đó. Với bạn này kêu mình làm cái nồi lại chạy cho nó bắt ok đó, còn cái đầu thì mình không có đụng, cái đầu là mình chỉ đút cây cốt cam vô là xong, tại cái đầu này mới làm ha đó. Rồi bạn ấy kêu kiểm tra thì mình kiểm tra thì cái bạc đạn số thì nó bị gơ 2 cái, chỉ có gơ 2 cái thôi đó, nên là mình thay 2 cái bạc đạn đó, 2 cái bạc đạn này thì nó hơi gơ nè đó, thì mình thay, còn cái nào không gơ thì thôi giữ lại xài đó. Thì mình sẽ sấy nòng đó, sấy nòng với ép dên thay đạn dên này kia. Còn ở đây thì không có làm gì hết, bộ số vẫn còn nguyên, chỉ có thay bạc đạn chỗ cốc nhông nè, là cái bạc đạn ấy đó là nó bị gơ rồi đó, còn toàn bộ cái đạn lại còn xài được đó, bộ số thì nguyên đó, bộ số không vấn đề gì. Rồi mình đi canh lại bố tốt này kia cho nó bắt ok. Lò xo nồi, nếu mà bạn này không muốn chạy bạo lực thì mình giữ lại là cái lò xo zin heo xe này xài ha đó. Thì chi tiết hôm nay chiếc xe vậy mà phan nữa, chiếc xe này làm mình không hiểu cái bạn trước làm sao luôn, bạn thợ trước làm sao đó. Chiếc xe này hình như là sấy lên trái quay đó, sấy lên trái quay, nhưng mà làm cái bài này thì bài này bài gì mình không biết luôn đó. Trái quay thì trái 52 ly mấy, mà bạn này đi miếng con silat là 56 à, bạn dòm miếng con silat nè đó. Bởi vì hồi nãy là bạn này vừa đem xe lại là mất cái anti nha, các bạn nhìn nó bị tẹt nè, thấy không đó, tẹt đây thôi nè, chân chỗ cái ngón tay cái mình chỉ nè, tẹt nè, thấy không đó, trái có 52 mà đi miếng con 56 luôn. Bạn lấy thước đo cho các bạn xem để các bạn nói mình nó xạo, miếng con silat 56 luôn đây, bạn nghe đọc kỹ lại nha. Bài này bài gì mình không hiểu luôn, chạy gì sao có hơi hám gì chạy đó. Đây lấy nét rồi coi, để mình để xuống đây các bạn,
Để đây mới được, ở trên mất nét rồi. Quay có một tay à. À thấy không? 55, 56. Đó mới còn 56 nha. Ủa sao vậy? Sao mà đi bài này bài gì mình không hiểu nha. Cái này thì mình không có móc khóa gì bạn thợ trước hết trơn nha. Mình chỉ quay cho các bạn xem với chủ xe xem như thế nào thôi, để cho chủ xe biết. Đó, giờ mình chá bê tông nè. Chá bê tông 52 nè nha. Đó, thấy không? Chá bê tông 52. Đó. 52. Nếu mà mình đo chuẩn là khoảng 52 ly, 52 ly đó. Tại vì mình có một tay này nó khó bóp lắm. Đó là chá bê tông này, chá bê tông quay. Mà thôi không hiểu luôn. Mà đi miếng gòn silat đó là miếng gòn độ độ khủng. Gòn silat là 56. Gây tình trạng tẹt gòn, mất garanti. Đó. Đó tình trạng lớp như vậy, nhưng mà bạn ấy chắc sử dụng lại chá bê tông khác. Nó lấy chá bê tông mới nhưng mà nó bằng số chá bê tông cũ rồi thảy vô nhưng mà không chịu sấy cái sơ mi lòng lại. Nếu bạn này sấy sơ mi lòng lại thì chiếc xe này nó sẽ không bị kêu. Đó, tại vì các bạn sấy theo nó bóng cái lòng là không bao giờ kêu. Đó, chá bê tông còn nguyên nhưng mà cái lòng bị vũ đuôi ở dưới như vậy. Đó. Phía dưới sơ mi chỗ cái đuôi cái tông là nó bị như vậy. Nhưng mà chá bê tông này gòn bới chát. Đó. Nhưng mà mới chứ giờ lại đây mà kiểm tra như vậy rồi là bỏ nha. Mình sấy lại cái bạc cái tông khác ha. Rồi ok. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm đồ này kia các bạn ơi. Đó xong rồi mình nổ máy sẽ quay cho các bạn xem ha. Rồi ok. Rồi ok các bạn. Thì chiếc xe mình đã hoàn thành xong. Và mình đã gudai nãy giờ mấy tiếng đồng hồ nha các bạn. Giờ này cũng khuya rồi. Giờ này gần 10 giờ khuya rồi. Coi gom đồng hồ lại coi. 9 giờ rưỡi. Đó 9 giờ rưỡi. Rồi mình đã hoàn thành chiếc xe này lúc chiều. Đó, thì cũng go đây được mấy tiếng. Giờ mình đã chạy thử rồi nha các bạn. Đó thì ok. Đó, sẵn là mình thử chạy cho cái máy nó nóng như thế nào xem nó có còn kêu nữa không, thì mình đã khắc phục cái việc đó xong rồi. Đó, cái này là mình rửa nó không ra các bạn ơi. Cái này dính cái gì á. Chiều mình rửa kỳ quá trời mà không ra, nhưng mà mình không dám kỳ mạnh tại vì sẽ chạy cái nước sơn của người ta. Đó, rồi bây giờ chưa đâu, xe này chưa xong đâu. Thử gõ hết trơn ok, này kia chỉnh cò này kia ok hết trơn rồi. Nhưng mà vẫn để gu đai như vậy, mà hồi mình sẽ đóng cửa lại. Đóng cửa lại và đi vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hẹn đồng hồ ở trên cái điện thoại. Chừng nào mà khoảng 3-4 tiếng gì nữa gì đó, khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ đêm gì đó. Chuông đồng hồ reo thì mình sẽ đi ra mình tắt máy ha các bạn. Đó rồi sáng mình chỉnh lại chút xíu nữa rồi mình sẽ giao xe cho các bạn này. Đó thì máy rất ok để mình bình bô nha các bạn. Tắt máy, bình bô lại là tắt máy. Thì vẫn trong cái quá trình gu đai để bình bô hơi hơi thôi. Đó máy rất là ấm nha các bạn. Rồi máy rất là ok nha bạn chủ xe ơi. Đó thì cái bô của bạn thì nó hơi hơi ướt ha, nên là nó hơi ra khói nha. Bô ướt đây. Đó bô ướt em à. Nó chạy nóng nóng lên chút xíu là nó sẽ nè các bạn thấy không, nó ướt em nè thấy không. Nóng nóng lên là khói nó sẽ ra. Thì bạn cứ chạy lúc trước thì chiếc xe này không biết có lỏng bạc gì hay không. Đó thì bạn cứ chạy khoảng tuần hai tuần gì đó thì tự động nó sẽ hết khói, tại vì cái bô nó sẽ khô quá. À, quá trượt luôn, hồi nãy tôi tưởng đâu mới làm bạc bê tông mà bị gì, ai về đi ra coi cái bô ướt nhem. Có ra thấy không? Bô ướt nhem là thấy không? Đó. Rồi, ok. Coi như là mình đã hoàn thành nha các bạn. Rồi để đây cho nó nổ máy, cứ nổ máy suốt. Đó, giờ mình sẽ đóng cửa đi tắm rửa nghỉ ngơi các bạn ơi. Thì đã hoàn thành như vậy. Đó thì cái bô này thì chạy khoảng tuần hai tuần nha bạn chủ xe. Nó mới hết khói được ha. Đó. Tại vì lúc trước là xe bạn bị lỏng bạc hay bị cái vấn đề gì đó là cái bô ở trong nó bị ướt. Đó. Để mình dặn garanti lớn lên chút một tí. Tại vì nãy mình chạy thử á, mình dặn garanti nhỏ lại. Rồi. Ok, coi như là mình đã hoàn thành khắc phục cái tiếng gõ bê tông cho bạn ha. Bây giờ mình thử nãy giờ biết bao nhiêu lâu mà bê tông của bạn là không có bị rộng này kia ha, coi như là mình đã hoàn thành. Đó, rồi ok, tạm biệt các bạn nha.